Xin chào các bạn, mỗi ngày một công trình. Thì hiện tại Việt Group đang có mặt tại cái căn nhà 3 tầng mái Nhật, biệt thự 3 tầng mái Nhật mới đúng hơn các bạn ạ. Biệt thự 3 tầng mái Nhật của anh Tuân tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Thì công trình 3 tầng mái Nhật của anh Tuân thì có cái diện tích mái ngói nghiệm thu là 185m² các bạn nhé. Đấy, cái công trình 3 tầng mái Nhật này thì bên công ty của Việt Group đã từ ngày khảo sát cũng như đến thi công cũng như là tư vấn cho anh và thi công cho anh là hệ 3 lớp xà gù của phong nitô lợp ngói, tận dụng không gian tầng áp mái các bạn nhé. Đấy, cái công trình 3 tầng mái Nhật của anh Tuân thì bên mình cũng đã triển khai xong rồi. Các bạn như xem một số hình ảnh trên cao các bạn biết thì cái công trình này thì bên mình cũng đã bàn giao cho anh Tuân, và ngày hôm nay thì bên mình có sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái đặc điểm của căn 3 tầng mái Nhật của anh Tuân mà bên công ty cổ phần Việt Group thi công cho anh là như nào. Rồi, mời các bạn theo dõi video nhé. Việt Group, mái đẹp từ tâm, hotline 0918 433 558. Rồi, xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng trên cái tầng áp mái của cái căn nhà biệt thự, nhà vườn của anh Tuân tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây, như các bạn thấy thì cái công trình này thì nó có cái hạng mục là cái phần khu này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn theo. Đấy, đây cái hạng mục này là cái hạng mục mà bao gồm là cái cầu thang lên tầng áp mái và cả cái thang máy các bạn ạ. Đấy, đây là cái công trình này là có sử dụng là có cái cầu thang lên này các bạn này. Đấy, đây là cái cầu thang lên các bạn nhé. Đấy, và cái khu vực này là cái khu vực thang máy. Đấy, thì cái công trình này 3 tầng thì anh có thiết kế là cái cầu thang máy và cái cầu thang lên tầng áp mái các bạn nhé. Đấy, đây là cái khu giếng trời để là lấy sáng cho công trình. Thì đây, như các bạn biết, bước vào cái phần tầng áp mái thì cái công trình này thì như anh Tuân thì có cái sử dụng lòng không gian tầng áp mái thì sau này anh để đồ trên này, nên là bên mình cũng đã tư vấn cho anh và thi công cho anh là hệ 3 lớp xà gù của phong nitô lợp ngói các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ cái công trình này thì cái công trình này lộ thiên là cái phần mái của cái phần khu thang máy và cái khu cầu thang, thì cái đường nóc của nó sẽ ăn vào trong cái phần bê tông, trên sàn bê tông của cái phần nhà thang máy này. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là cái thanh nóc các bạn nhé. Thì công trình này như cái mái chính thì bên mình cũng đã bố trí là hai vòng xà gồ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Và xà gồ thì bên mình sẽ sử dụng là xà gồ C200. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây là vòng thứ nhất này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, vòng thứ nhất các bạn nhá. Đấy. Và đây là vòng thứ hai. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, đây là vòng thứ hai này. Thì công trình này thì có cái chiều cao bên mình đang thiết kế và thi công cho anh là chiều cao mái là 3m2 các bạn nhé. Đấy, 3m2. Thì công trình này thì bên mình đã bố trí hai vòng xà gồ. Thì các vòng xà gồ muốn đỡ được nó thì bên mình cũng đã sử dụng những cái thanh chống là C150 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, để đỡ nó thì thế nào là hệ 3 lớp? Thì cái lớp thứ nhất là hệ xà gồ. Đấy, bên mình đã bố trí hai vòng xà gồ các bạn nhé. Đấy, và thứ hai, lớp thứ hai thì bên mình đã sử dụng những cái thanh cầu phong. Đấy, cầu phong các bạn nhìn thấy không? Đấy, cầu phong. Thì lớp thứ ba nữa để lợp ngói thì đây là cái các lito các bạn này. Đấy, và cái công trình này thì để liên kết với các dầm sàn bê tông giữa các chống xà gồ thì bên mình sẽ sử dụng những con bu lông nửa bản mã. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, bu lông nửa bản mã. Đấy, các bạn nhìn đấy. Đây là những con bản mã các bạn nhé. Đây mình sẽ liên kết từng mỗi trống, nhưng mà mình sẽ có những cái bản mã để liên kết từng trần một. Như vậy là nó sẽ được tạo liên kết với cái trần bê tông rất là chắc chắn. Đấy. Và cái công trình này thì 3 lớp hệ xà gồ thì nó như anh nhà công trình anh Tuân thì sẽ sử dụng được hơn 30m² các bạn ạ. Đấy, hơn 30m².
để đồ trên này. Và cái công trình này thì mình bắt đầu đến triển khai thi công thì anh cũng đã nát cái gạch này rồi. Đấy, đây là gạch nát trên sàn, sau này sẽ lau đi, quét sạch đi, sẽ rất sạch sẽ các bạn ạ. Thì tha hồ để đồ nó không bị bẩn các bạn nhé. Đấy, thì công trình này thì đặc điểm là sử dụng 3 lớp hệ xà gồ. Nhưng với cái câu chuyện mà có hai gian ban công là để thủng các bạn nhé. Đây là một gian thứ nhất này. Đấy, và bên này là cũng có một cái gian không đổ trần. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là gian không đổ trần các bạn nhé. Đấy, đây là gian thứ hai này. Đây là hai bên hông các bạn nhé. Đây là phía mặt tiền của nhà. Đấy, thì hai cái khoảng trống bên này thì bên mình đã bố trí thì nó vượt nhịp các bạn ạ, vượt nhịp. Đây là nó hai bên, tất cả hai bên các bạn nhé, nó sẽ vướng. Không, cái phần khu vực phần đổ trần này thì cái đường híp của nó, cái đường híp mái nó ăn vào đúng cái phần không có trần, nên là muốn tăng cứng chống và để đảm bảo chất lượng cho công trình nên mình cũng đã thi công cho anh là cái hệ chống này, bạn này chống thì để chống được cái thằng này. Đấy, cái chống được cái thanh chống này của vòng thứ hai thì bên mình cũng đã bố trí. Đây là phòng xà gồ, những cái cây xà gồ đỡ dưới đáy nó các bạn ạ. Đấy, nếu mà có đổ trần các bạn nhé, nếu mà đổ trần thì cái thanh chống này sẽ liên kết vào trần trực tiếp luôn chứ không phải gia cố hay nữa. Nhưng mà cái đặc điểm cái công trình này là anh Tuân không đổ trần, cái phần để trần thủng, nên là bên mình cũng sẽ phải giải quyết là gia cố thêm cái thằng này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì để cho nó cứng cáp và chắc chắn và đảm bảo chất lượng các bạn nhé. Đấy, thì công trình này như các bạn thấy là ba lớp hệ xà gồ Vietroof màu nhũ trắng các bạn nhé. Đấy, và cái ngói sử dụng trình là ngói đất nung trắng men mỏng mang thương hiệu Vray các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, và cái công trình này thì bên mình đã đang là lợp song song các bạn nhé. Đấy, đây là cái màu ngói đỏ của đất nung trắng men. Và đây các bạn nhìn thấy không? Đây là bên mình đang lợp song song các bạn nhé. Đấy, song song này. Đấy, và cái cữ mè của công trình này thì bên mình đang thi công là cữ mè là 35 cm các bạn nhé. Đấy, đấy là cái chiều cao lý tưởng, và bên mình cũng đã chia để làm sao cho cái viên ngói nguyên viên và trong cái độ giải an toàn làm việc của cái chủng loại ngói các bạn ạ. Đấy, và cái cầu phong công trình này bên mình cũng đang sử dụng thi công cho anh là cái hệ cầu phong, khoảng cách cầu phong là có 1m1 thôi các bạn nhé. Đấy, khoảng cách cữ mè là 35 phân và khoảng cách cầu phong là 1m1. Thế còn khoảng cách vòng xà gồ giữa vòng 1 đến vòng 2 so với mái đỉnh thì từ đỉnh xuống là sẽ là 1m65. Đấy, xong là từ vòng thứ hai xuống vòng thứ ba nó là 1m65 nữa. Đấy, và ngoài ra thì từ cái phần xà gồ từ vòng thứ hai đến cái phần mép các ngói thì nó chỉ hơn 2m. 2m7. Bên mình cũng sẽ vì thấp quá nên là cái phần này thì sẽ không tận dụng được mà phải cúi, nên là bên mình cũng chỉ bố trí những cái dàn chống bằng những cái thanh RC80 cầu phong này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mỗi cầu phong là mình sẽ đỡ thêm một cái phần chống nữa nhé. Đấy, thì liên kết giữa cái chất trên chống thì mình cũng đã nhìn rồi, và đây còn liên kết giữa cầu phong và xà gồ là bên mình cũng sẽ sử dụng những bản bã này cũng đã liên kết như sau. Đấy, thì cái ngói sử dụng trình là như đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, ngói anh Tuân đã sử dụng là ngói Vray các bạn nhé. Đấy, đây là những viên ngói thừa, xong thì khi nập đây là viên nón nóc này các bạn này. Thì công trình này như các bạn thấy, xem cái vỏ mác màu hồng này là anh đã lựa chọn sử dụng là cái ngói Vray cao cấp các bạn nhé. Đấy, Vray cao cấp dạng sóng. Đấy, như đây bên này cũng vậy. Thì bên này như cái đường này, cũng đường híp này cũng vậy này các bạn này. Thì bên mình cũng sẽ phải gia cố cái phần này. Đấy, cái thanh chống gia cố này để tăng cứng và đảm bảo chất lượng cho công trình. Đấy. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ nhanh về cái đặc điểm cũng như cái kết cấu công trình cũng như chủng loại ngói mà anh vừa đã thi công cho cái mái Nhật của nhà anh Tuân là sử dụng như nào. Thì nếu các bạn mong muốn một đội máy ngói thi công chuyên nghiệp thì các bạn hãy liên hệ online 0918 433 558, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại để nhân viên bên mình tư vấn cho các bạn và nên để làm sao cho các bạn có mái ngói tốt nhất và đẹp nhất và chất lượng nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.